Xin chào tất cả các bác ở miền Tổ quốc. Em vừa về được hai con âm lima răng. Huyền thoại ở phân khúc trên 10 triệu. Thì hiện tại em vẫn phân phối con này là giá 12 triệu hàng tuyển nha các bác. Marang Isotec BM4 là một trong những con âm ly làm nên thương hiệu của hãng Marang ở phân khúc tầm trên 10 triệu. Và nó đang đối đầu với những hãng danh tiếng như là Pioneer Sansui. Pioneer thì có 7825 mã, nhưng mà 7825 mã này thua con này một bậc nha các bác. Em này thì đánh rất là nhiều loa, các bác chơi loa Nhật, loa Mỹ, loa châu Âu, đặc biệt đánh loa JBL rất là hay. Hoặc là các bác chơi những loa Boxell, loa của Anh Quốc, của Đức, đặc biệt là tăng noi, đánh tăng noi rất là ngọt nha các bác. Tại vì âm ly này trẻ mạch khuất đại class A. Khi các bác nghe thì nó không khác gì một âm ly đèn cả. Mạch cờ class A thì nó tương tự như âm ly đèn, nó hoạt động y như vậy nha các bác. Nên là âm ly này được thiết kế như một cái âm ly đèn, phía trên là một lưới tản nhiệt hết nha các bác, để nó tản nhiệt thứ nhất là hai bên, và thứ hai là làm mát nội thất cũng như là linh kiện công suất. Thì các bác biết rồi, khi các bác đã chơi qua âm ly đèn rồi thì hoạt động rất là nóng, nóng khoảng vài chục độ, nóng ở mức độ nhất định thôi. Thì là hãng đã làm những con này là lưới tản nhiệt phía trên, lưới thép cứng nha các bác. Nên thoạt nhìn qua, nếu các bác nào chưa biết con này thì nhìn qua y như một âm ly đèn, và nó có chạy hai cầu loa AB hoặc A cộng B nha các bác. Chỉnh bass chép lo nét đầy đủ nha. Các bác chơi những dòng loa bass 30 đô lại nha các bác. Đây là nút lo nét và nút class A. Khi chúng ta nghi class A vào ban đêm hoặc là nghi thẩm âm thì chúng ta bật vào class A nha. Còn nhả ra là thành class AB. Class A thì nó công suất cần lượng điện mạnh và tay hệ thống chi tiết lên rất là cao, nghi rất là khác nha các bác. Đây là volume tổng. Em về được hai con. Lúc trước em về nhiều lắm, em về 4-5 con lận. Nhưng mà giờ mới có hàng lại được hai con nha các bác. Con nào cũng đẹp xuất sắc cả nha. Giá là 12 triệu. Chơi JBL những dòng bass 25, 30, 20. Loa Boxell, loa BVK, vân vân, loa tăng noi. Thoải mái các bác thưởng thức những chất âm ngọt ngào đến từ mặt class A mà không cần phải bỏ nhiều tiền để mua âm ly đèn. Nếu các bác ở ngân sách tầm tiền này thì đây là một lựa chọn rất là hoàn hảo nha. Con này trở kháng rộng, nó có 4-16 ohm, vô tư chúng ta gíp loa và đánh hai cầu loa nữa. Điện áp nó là 100V, có tất cả các cổng như là phono 1, phono 2, giúp chúng ta chơi đĩa thang này, tuner, AUX vân vân. Ad điện USA nha các bác. Pro in Japan, có nghĩa là da băng xuất thị trường Mỹ. Đây, con này mạch mèo gold nha các bác. Những dòng này là mạch mèo vàng gold đấy đó, kiểu như những con đời nông đời mới vậy đó. Có một cái logo Marang trên giữa. Đây là phần tản nhiệt hai bên. Các bác nào lấy em nào cũng được nha. Em bên trái series là 0161. 0161. Con bên phải là 0224. Con này là 0224, con này là 0161. Đánh hai cầu loa thì các bác có thể chơi một lần hai cặp, hoặc là mình gánh hai cặp loa, và khi mình muốn nghe cặp nào thì mình ấn nút phía trước nha. Rồi, bác nào có nhu cầu về con hai con ly Marang Isotec BM4 này thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên. Giá 12 triệu là đã bao gồm phí ship. Các bác nào ở xa yêu thích cặp âm ly này và muốn thưởng thức chất âm của nó thì các bác liên hệ cho em. Thứ nhất là cọc tiền thì bác cọc khoảng 2 triệu, thì em còn lại thì em thanh toán. Tất cả những sản phẩm em đã đăng tải trên này là đều được kiểm tra và cũng đã test ok và hoàn hảo hết tất cả các chức năng, và bảo hành tất cả sản phẩm là nguyên zin hết cho các bác nhé, để các bác sở hữu và sưu tầm. Vâng, và đây là nội thất bên trong của phía dưới con Marang. Để coi những dòng này các bác mình mở phía dưới nha, chứ phía trên thì chúng ta chỉ thấy tụ thôi, không thấy được sò nha. Đấy, đây, dòng này là nó sử dụng là tăng phô đốc nha các bác. Tại vì nó hoạt động ở cường độ lớn, tại mặt class A mà. Tất cả linh kiện cũng như là những bố trí nó phải là chuẩn chỉ, và nó ở tuổi thọ nó sự chịu đựng cao.
Và các bác thường thấy hầu hết những con âm ly mà hợp trà mạch class A nó sử dụng linh kiện rất là lớn, chỉ số cao. Các bác thấy mạch này rất là đẹp nha. Đây căn phô đốc này các bác. Đây phần công suất này cũng con cân tròn rất là đẹp nha. Bốn chân sọt tuyệt vời. Các bác thấy độ đẹp của mạch này, dây nhựa ok. Em về được mỗi hai con. Đấy, tầm tiền này các bác chơi loa châu Âu, loa Mỹ, loa Nhật mà cần một cái âm thanh ngọt ngào đến từ chất âm class A như âm đi đẹp thì có thể trải nghiệm con này. Thứ nhất là thiết kế đẹp và gọn gàng và âm thanh nó thì phải nói là hay. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.